chửi mẹ, em buồn lắm, em không nữa nữa đâu. Mẹ em mà có dữ lắm mà, mẹ em có tiền mua áo quần đó. Giờ mẹ không có tiền anh hai mua cho em được không? Giờ anh hai mua cũng em được không? Giờ anh hai mua cho em nha. Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Để nói đầu tiên thì cho phép Phong gửi một cái lời chúc sức khỏe, bình an, may mắn đến tất cả những ông bà, cô bác, anh chị em và những em nhỏ đang xem video của Phong. Thì bữa nay là Phong có một cái thông tin rất là vui luôn. Tại vì trong khoảng thời gian vừa qua thì cũng có rất là nhiều ông bà, cô chú là ở trong và ngoài nước thì hỏi Phong là một cái người chị mà trong khoảng thời gian qua mà chị bệnh cho những hoàn cảnh mà liên quan tới mà cái vấn đề mà tâm linh á, thì cũng đã hết bệnh rất là nhiều rồi, không biết chị ở đâu mà chị bệnh là rất là hay, mà không cần đi tới nơi, là chỉ cần có một cái điện thoại là sẽ soi trực tiếp, là giống như mà cô bác anh chị lại đang nhìn Phong, là giống như cô bác nhìn Phong rồi Phong nhìn lại cô bác, thì chỉ chị qua cái hình ảnh thôi nhưng mà mang lại cái giá trị hiệu quả rất là cao, là giúp rất là nhiều người mà bị bệnh mà tâm linh đã hết bệnh. Rồi bên cạnh đó đặc biệt hơn là chị là không, hoàn toàn là không có lấy tiền bất cứ cô bác anh chị nào hết, đặc biệt là giúp cho những hoàn cảnh khó khăn là chủ yếu. Rồi khi mà giúp xong á, là những hoàn cảnh mà đặc biệt khó khăn thì chị còn gửi thêm những cái món quà, đặc biệt là những cái phần tiền nho nhỏ nào đó để giúp cho những hoàn cảnh mà vượt qua cơn ngặt nghèo trong lúc đó nữa. Video ngắn này để đăng tải lên á, thì mục đích chính là không phải là tuyên truyền mê tín dị đoan đến tất cả những ông bà cô bác đang xem video của Phong. Tại vì trong khoảng thời gian vừa rồi thì cũng có khá là nhiều cô chú là hỏi thăm cái xin số điện thoại của một cái người chị bên kênh Phong á, là chị bệnh mà lại không có lấy tiền mà lại mang lại cái hiệu quả mà tốt nhất nữa. Thì bữa nay thì Phong đã liên hệ với chị kênh của Phong á, là xin phép chị là để đăng tải rồi để số điện thoại lên được hay không á, thì cũng may mắn là được cái sự đồng ý và chấp thuận của chị, nên là Phong sẽ để lên đây cho những ông bà cô bác hoặc là bị bệnh mà liên quan tới tâm linh á, thì có thể tiện hơn khi mà liên hệ với chị, khỏi cần mà liên hệ qua thông qua Phong nữa, thì như vậy sẽ tốt hơn. Thì thôi bây giờ thì trước khi mà kết thúc cái phần video tại đây á, thì hôm kia thì Phong có đi và chữa bệnh cho quay để giúp chữa bệnh cho một số hoàn cảnh á, thì Phong có ghi hình lại, thì Phong sẽ đăng tải lên đây để cho ông bà cô bác xem và tham khảo nha. Thì hôm bà cô bác cùng đón xem đoạn video của một cái người chị bên kênh của Phong, chị bệnh như thế nào và cách chữa bệnh ra sao. Em cần cái gì mẹ mua đồ cúng cho em. Sao? Hỏi tiếp nữa. Vuốt lưng hả chị? Sao không? Sao không? Em có thương mẹ không? Nói đi. Sao em khóc? Em nói đi. Sao em khóc nè? Sao em khóc? Anh hai đang hỏi nói chuyện với em đó. Em cần gì mẹ mua đồ cúng cho em. Sao em khóc hoài? Vuốt lưng vừa nói. Vuốt lưng vừa nói. Em cần cái gì mà nói mà mẹ mua đồ cúng mẹ cúng. Em có cần gì không? Em cần gì em nói đi, mẹ mua cho. Hỏi đi em cần cái gì. Em muốn gì em nói đi, mẹ mua đồ mẹ cúng cho. Có cần quần áo không? Chứ giờ cần gì? Mày cần gì em nói. Có cần gì?
lấy cho mẹ uống miếng nữa đó. Chuẩn bị đi nước, thêm nước đi. Cho mẹ uống miếng thôi. Ủa mình nước rồi. Uống miếng nha. Nói đi. Hỏi đi. Giờ em không cần gì hết nha, em lên chùa tu nha. Mẹ ăn chay niệm Phật cho em nha. Chịu không? Vậy em chịu không? Hay là em cần gì? Không cần giờ mẹ ăn chay niệm Phật cho em nha. Thì mẹ theo mẹ làm gì? Mẹ làm nó tiếp được không? Mẹ về con mình. Mẹ mình về giờ đi theo mẹ hoài đâu có được đâu. Giờ để cho mẹ làm ăn rồi chứ cứ đi theo hoài mẹ sao được. Ha. Giờ đi theo mẹ lên chùa tu nha. Ăn chay niệm Phật nha. Chịu không? Chứ hằng hà người đi theo mẹ rồi giờ em đi theo mẹ nữa mà sao được. Chứ giờ em muốn gì? Không có khóc nè. Giờ em cần cái gì em nói đi, em không khóc nữa. Đi theo mẹ, thấy mẹ lần nữa đem được ôm về với mình mẹ. Đi theo mẹ. Để lần nữa đem nữa hôm kiếm tiền lo cho em của con, cho em mà. Thôi giờ đừng đi theo mẹ nữa. Đi theo mẹ lên chùa, mẹ cúng cơm chay ăn rồi đi theo mẹ lên chùa tu nha. Chịu không? Chứ đi theo mẹ hoài biết mẹ đi làm nửa đêm nửa hôm. Thôi đừng đi theo mẹ nữa. Đi mẹ đi làm kiếm tiền. Mẹ khỏe mạnh rồi mẹ đi làm kiếm tiền lo cho em nữa nha. Cho mẹ khỏe lại nha. Người chồng của cô này đâu em? Dạ không có mặt ở đây chị. Dạ có người con lớn ở đây nè chị. Người thứ hai. Thôi giờ em đi lên chùa tu đi. Còn con muốn đi đồng hai không? Đi đọc thai nha. Giờ mẹ đọc kinh cầu siêu cho em đọc thai nha. Chịu không? Giờ chịu không gật đầu đi nè. Giờ em chịu. Giờ con là con gái đúng không nè? Mẹ con nói đi, coi bói là con trai. Bây giờ con là con gái đúng không? Giờ em là em gái hay em trai? Mẹ đi coi bói mẹ nói em là em trai. Giờ em đang người ở trong mẹ là em gái hay em trai? Em gái. Em gái phải không? Mẹ đi coi bói mẹ nói em là em trai đó. Đó, người con trai nữa nghe rồi về nói cho mẹ nghe nha. Con bói ở nhà nó rác không mà tốn tiền mất tiền biết bao nhiêu. Thầy bà bây giờ là bàn là đặt không ạ. Thôi thì bây giờ em đi theo mẹ lên ăn cơm chay lên chùa mà tu đi ha. Ôi mẹ ơi. Chứ em đi theo mẹ hoài sao được. Đi theo lên chùa tu đi cho mẹ khỏe nha. Mẹ ý là tội nghiệp mẹ rồi nhưng mà em muốn đi theo mẹ hoài được để cho mẹ khỏe. Rồi bây giờ mẹ con đi tu nha, ăn chay những ngày còn yêu cho con. Nè để đi tu nha, đừng để bê mẹ. Mẹ để cho con ăn thật chay, ăn chay xong rồi lên chùa nha con. Nè con nhìn đây nha, nhìn ở đây. Con thấy không? Con chay đi chùa tu nha, ở trong chùa tu nha. Ở trong chùa tu nha. Dạ em có cần quần áo bánh kẹo gì không?
Có cần thì nói, có cần gì, có cần gì thì nói nha, để mẹ cốm nè. Giờ em đi theo mẹ hoài cũng đâu có được đâu. Giờ thôi giờ em đi lên chùa tu đi. Không có theo mẹ nữa nha. Có cần nói chuyện với anh hai không nè? Anh hai đang ngồi kế bên em á. Hai đó, ngồi đối diện với lại cái khác này nha. Hỏi em có gì không? Lên đây ngồi đối diện với em nè, nói chuyện với em đi. Lên đây nè, lên đây nè, lên đây ngồi đối diện nè. Đừng có đụng mẹ, đừng có đụng. Giờ em có cần gì không? Nói mẹ mua mẹ cúng giờ. Mẹ không có tiền, mẹ không mua. Anh hai mua. Chối. Anh hai biết rồi, anh hai không gì đâu, mẹ nó đâu. Rồi chối mẹ, em buồn lắm, em không nữa nữa đâu. Không chối nữa đâu. Mẹ em mừng quá dữ lắm mẹ, mẹ em có tiền mua áo quần lắm. Giờ mẹ không có tiền anh hai mua cho em được không? Giờ anh hai mua cũng em được không? Giờ anh hai mua cho em nha. Anh hai nói anh hai không có chửi em nữa kìa, mẹ nữa kìa. Anh hai nói anh hai không có chửi mẹ nữa kìa. Anh đừng khóc nữa. Anh hai nói anh hai mua đồ cho em. Em về em làm nhà mà anh hai chửi em, chửi mẹ em mà em buồn lắm. Tối mẹ khóc ra mà anh hai đâu có biết đâu. Em lên chùa tu đi, anh hai không chửi mẹ đâu. Lúc ba bỏ già đâu bỏ đi nữa. Mẹ cha đi đâu? Cha giờ giờ đi xa rồi. Bỏ mẹ nhà của mình đi mẹ. Nữa đi mẹ, mẹ đi làm rồi. Cha đi làm ăn đi đâu? Cha không có làm ăn đâu. Chứ cha đi đâu? Giờ đi về việc. Giờ anh hai hứa, anh hai không có chửi mẹ nữa kìa. Em đến đi. Anh hai hứa mua cho đồ cho em rồi. Em đừng khóc nữa, đến đi, anh hai không có chửi mẹ nữa đâu. Hai con em không có chửi mẹ nữa đâu. Nói đi con trai á, con trai nói chuyện với em đi. Muốn hỏi gì hỏi. Chửi mẹ nữa được không? Anh hứa với mẹ Quan Âm anh không có chửi em nữa được không? Chửi mẹ. Anh nói giờ anh thương mẹ, anh hứa. Anh nói anh phải hứa rồi mẹ. Anh hứa. Em về em theo mẹ đó. Nói là không có chửi mẹ nữa, hứa với mẹ là không có chửi mẹ nữa.
nữa, nếu mà chửi mẹ nữa là về theo mẹ nữa đó. Anh hứa anh không có chửi mẹ nữa. Giờ em lên chùa tu đi, giờ anh hứa với em là anh không có chửi mẹ nữa. Giờ em chịu không? Gật đầu không tiếng đi. Dạ. Anh thương mẹ. Chị xong mẹ thấy mẹ rồi. Em lên chùa tu đi, mẹ lên chùa cầu siêu cho em. Cho em đi đầu thai. Chịu không em gật đầu? Em còn khúc mắc gì nữa không? Em nói luôn cho anh nói. Vậy em còn khúc mắc gì nữa không? Em nói cho anh hai biết đi. Vậy anh hai làm cho. Em có khúc mắc gì không? Giờ không còn gì nữa phải không? Đừng chữa mẹ nữa. Đừng chữa mẹ được nữa phải không? Vậy thôi giờ em đi theo mẹ lên chùa tu nha. Ừ. Rồi chuẩn bị đã. Lấy cái nước đó rửa mặt cho dì Út đi. Mình vô chùa mình không có thuộc bài cầu siêu sao chị? Không có nghe gì hết hả Trang?
Dạ, vì em hỏi là mình vô chùa không thuộc bài cầu siêu. Ở trong đó có cái cuốn tập cầu siêu, mình ngồi đó tại chỗ đó mình chị đọc. Chị có đồ cho em á. Là cái đó, em cũng định hỏi chị mấy cái trang đó là mình đem vô chùa mình đọc hả chị? Đúng rồi, tập cái phone theo đọc. Cái phone. Vậy là em khỏi mượn cái cuốn. Vậy là em khỏi. In tờ giấy ra cho họ đọc, cho cô đọc. Ai những ai muốn cầu siêu cho người thân của mình thì in ra đọc. Dạ. Vậy là mình khỏi mượn cái. Vậy là mình khỏi mượn cái cuốn kinh cầu siêu ở trong chùa hả chị? Mình chỉ cần đọc nha. Tại vì trong chùa có những sư ông sư bà đó là họ muốn họ đọc kinh giùm cho tôi, nhưng mà không được phát ai tự trải nghiệm tự cầu siêu. Dạ. Chứ không có phải là sư ông sư bà hay bất cứ ai mà cầu siêu giùm cho người thân của mình hết, tự cái phát con cháu đời sau tự phát phải ra cầu siêu cho người thân của mình. Dạ. Thì mới hiệu quả hơn là dạ. Người khác cầu siêu giùm cho người thân của mình. Dạ. Người thân á, người khác mà cầu siêu cho người thân nó không bao giờ mà đi đầu thai được hết. Chỉ có lúc chết thì sư ông sư bà có tới nhà của mình để đọc kinh cầu siêu, cái đó là đúng. Nhưng do cái phát của người thân nữa cầu dạ. Siêu thì mới nhanh siêu dạ. Phát được đầu thai cũng nha. Dạ, dạ em hiểu rồi. Ăn chay 9 ngày đi chùa 9 ngày nha. Dạ. Rồi, thì bây giờ chị làm bệnh cho cổ nha. Dạ. Cô Loan, Trần Thị Loan đúng không? Dạ. Chấp tay ra. Quay đi. Chấp tay lên niệm Phật. Chấp tay lên niệm Phật. Hai ngón chân cái đau lại chị. Đau lại. Thẳng lên, cái lưng thẳng lên. Đau lại đừng có chẻ ra. Khoa đi nha, khoa. Đi nha. Né ra luôn.